chào chị và các bạn chào mừng quay lại với chương trình điểm tin của thắng ơi đừng quên đăng ký kênh và subscribe kênh để cập nhật những bản tin nóng mỗi ngày thưa quý vị và các bạn thì ngày hôm qua thì chính thức chính quyền mỹ donald trump đã chính thức thông báo hoãn mức thuế 300 tỷ các mặt hàng điện tử điện máy máy tính rời từ ngày 1 tháng 9 tới ngày 15 tháng 12 năm 2019 như vậy là tổng thống mỹ đã rời cái việc mà đánh thuế có thể đánh 10% vào 300 tỷ hàng hóa cuối cùng của Trung Quốc từ ngày 1 tháng 9 tới ngày 15 tháng 12 năm 2019. Hai tháng rưỡi là thời gian người Mỹ cho người Trung Quốc trong cái câu chuyện là liệu có tiến tới một cái đàm phán tốt đẹp hơn hay không. Thì theo cái thông tin ngoài lề thì ngày hôm qua thì Phó Thủ tướng của Lưu Hạc của Trung Quốc đã gọi điện cho Uh, ông Donald Trump và chắc là đã cam kết rằng là uh, mua thêm hàng hóa hay là mua thêm nông sản của Mỹ gì đó để để được cái câu chuyện này. Nhưng trên uh, thực tế thì chúng ta hoàn toàn có thể nhận ra rằng là cái câu chuyện người Mỹ delay thêm cái thời gian áp thuế để uh, có thể thu thập thêm các cái nguồn thông tin cũng như các cái dữ liệu tác động lên nền kinh tế của Mỹ nói riêng và của nền kinh tế Trung Quốc, uh, nền kinh tế toàn cầu nói chung thì ngày hôm qua với cái quyết định này thì S&P 500 đã tăng 1,48% và Dow Jones đã tăng 1,44%, còn Nasdaq thì tăng 2%. À, nhìn nhìn vào những cái diễn biến của thị trường chứng khoán à, khi mà những cái thay đổi um, của cái hoạch định chính sách chiến lược của Mỹ thì chúng ta thấy rằng là Thời gian vừa qua thì nền kinh tế toàn cầu đang khá là yếu ớt và mỏng manh khi mà những cái thông tin, những cái phản hồi, những cái tác động của chính sách của Mỹ thì tác động ngay lập tức lên cái thị trường chứng khoán của Mỹ nói riêng và thị trường chứng khoán toàn cầu nói chung. thì Các mặt hàng được hoán thuế bao gồm các mặt hàng có tiêu thụ lớn vào mùa Giáng sinh năm nay gồm có điện thoại di động, quần vợt, video game, bàn bàn phí máy tính, giày dép và quần áo. Có thể là không phải vì Trung Quốc mà một phần cũng là vì người tiêu dùng Mỹ nên Mỹ đã hoàn thuế thêm 2 tháng rưỡi nữa để người tiêu dùng có thể được uh, mua những cái sản phẩm từ Trung Quốc cung cấp với cái mức giá thấp hơn, mềm hơn so với cái mức giá phải chịu uh, nếu như mà Mỹ chính thức áp thuế 30 phần 10% cho 300 tỷ hàng hóa. Thì về cơ bản thì uh, ông donald trump là làm thế vì cái lợi ích của chính những nhà bán lẻ uh, của mỹ gồm có apple và một số cái nhà bán lẻ gồm amazon cũng như tất cả những cái nhà bán lẻ khác của nước mỹ và có lẽ rằng là theo cái nền chính trị của mỹ thì uh, uh, các cái doanh nghiệp bán lẻ của mỹ đã đệ đơn uh, xin uh, chính phủ Mỹ không áp thuế hoặc là hoán áp thuế để có thời gian chuẩn bị cho cái câu chuyện là nếu như cái việc thuế áp thì nó sẽ diễn ra như thế nào. Để cho dân Mỹ tiếp tục ủng hộ ông thêm trước thềm cái bầu cử 2020 thì iPhone tiếp tục là một trong những cái doanh nghiệp mà được hưởng lợi từ cái chính sách này của người Mỹ. À, theo một bài viết trên trang Bloomberg thì à, à, theo những cái phân tích số liệu nhập khẩu năm ngoái thì rất nhiều sản phẩm nông nghiệp, đồ cổ, quần áo, đồ dùng nhà bếp và giày dép vẫn nằm trong danh sách được tung ra vào ngày 1 tháng 9 với tổng giá trị khoảng 110 tỷ đô. Nhưng, vợ, nhưng các loại vé như là điện thoại thông minh, máy tính sách tay và đồ chơi trẻ em giá trị khoảng 160 tỷ đô sẽ chỉ chịu áp thuế sau ngày 15 tháng 12 như vậy là rõ ràng là ông Donald Trump đang chịu uh, những cái áp lực từ nhà bán lẻ của Mỹ và cái việc mà ông Trump trì uh, hoãn cái việc áp thuế phần lớn là do tức là được lợi cho người tiêu dùng Mỹ từ giờ tới ngày 15 tháng 12 và liệu cái câu chuyện mà delay này có kéo dài mãi mãi hay không hay là tới ngày 15 tháng 12 thì chính thức sẽ áp thuế. Thì đó là một bài toán, một cái câu hỏi sẽ được bỏ ngõ trong thời gian sắp tới Và kỳ thực rằng là nếu công tâm mà nói thì 300 tỷ hàng hóa mà người Trung Quốc xuất đi Mỹ Và người Mỹ đang có ý định muốn áp thuế 10% hoặc có thể áp thuế 25% là một trong những vấn đề Thực sự không hề giãn đơn so với những cái gói thuế trước đó Người Mỹ còn phải cân nhắc rằng lợi ích của cái câu chuyện áp thuế này uh, liệu có phải là người Trung Quốc phải chịu cái thuế này hay chính người tiêu dùng Mỹ phải chịu cái mức thuế này điều đó nó sẽ làm cho những cái áp lực uh, lên uh, cái chính trường Mỹ ngày một khốc liệt hơn trước cái kỳ uh, chuẩn bị bầu cử tổng thống Mỹ trong cái nhiệm kỳ sắp tới các cái doanh nghiệp các cái đơn vị đặc biệt là những đơn vị bán lẻ của Mỹ họ sẽ liên tục tạo những cái áp lực lên chính phủ Mỹ lên đô ông tổng thống cũng như những cái câu chuyện là đệ rất nhiều những cái đơn để khiếu nại và kiến nghị rằng là việc áp thuế này thì lợi bất cập hại tức là lợi ích thì đâu chưa thấy nhưng mà hẳn là những cái thiệt hại mà doanh nghiệp Mỹ phải chịu trong cái câu chuyện là sụt giảm về doanh thu cũng như là người tiêu dùng Mỹ ngay lập tức sẽ phải phải mua hàng hóa thiết yếu với cái mức giá cao hơn thì cái câu chuyện này nó sẽ dẫn đến những cái kỳ vọng cho thị trường chứng khoán Mỹ nói riêng và thị trường chứng khoán toàn cầu nói chung trong những phiên giao dịch sắp tới. Chúng ta cũng hy vọng rằng câu chuyện này sẽ đem lại một cái luồng gió mới cho thị trường tài chính toàn cầu, cho thị trường chứng khoán Việt Nam và cho thị trường chứng khoán châu Á trong thời gian sắp tới. Và thêm một điểm nữa, chúng tôi cũng vừa cập nhật trong cái buổi sáng ngày hôm nay trên cái trang báo của Investing về một cái bài viết xoay quanh cái chủ đề đó là Chum trì hoàn thuế với Trung Quốc thì liệu là đáy của các cái thị trường FX tức là thị trường vàng, thị trường ngoại hối thì liệu đã là đáy chưa và đáy này thì sẽ tồn tại bao lâu thì xin được dành ít phút để điểm qua thông tin đánh giá của một cái nhà phân tích trên thị trường Mỹ đó là bà Kathleen, giám đốc điều hành chiến lược ngoại hối cho quản lý tài sản của BK thì kết thúc thị trường trong cái phiên giao dịch hôm qua thì rõ ràng là chúng ta thấy rằng là nó không chỉ tác động lên thị trường chứng khoán mà những cái quyết định hoàn thuế của người Mỹ đã tác động ngay lập tức lên các thị trường khác đặc biệt là một thị trường siêu nhạy cảm đó là Bitcoin BTC đồng BTC trong phiên giao dịch tối ngày hôm qua đã giảm điểm siêu mạnh thưa quý anh chị và các bạn À, với cái câu chuyện mà khi mà người mỹ thay đổi à, những cái vấn đề có liên quan tới câu chuyện là đẩy cao cái 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 áp lực lên cái thuế quan cũng như đẩy cao và đẩy đến cái hồi kết của cái quá trình chiến tranh thương mại thì nó làm cho các thị trường khác cũng trao đảo theo bitcoin đang trong cái đà tăng thì giảm ngay lập tức thị trường vàng cũng có một cái phiên gọi là đang tăng thì đột nhiên giảm trở lại ở mốc 1.512 đô la Mỹ một ounce uh, so với cái diễn biến của cuối ngày hôm qua là 1537 đô la Mỹ một ounce và thêm một điểm nữa rất cực kỳ nổi trội luôn đó chính là cái câu chuyện là tỷ giá hối đoái của uh, các đồng tiền trên thế giới so với uh, đô la Mỹ thì có phần giảm bớt cái sự căng thẳng và chúng ta thấy được rằng là đồng uh, rất nhiều các cái đồng tiền tệ chúng tôi theo dõi các cái cặp tiền tệ thì thấy rằng là có phần là, là mạnh hơn so với đô các tiền tệ của trên thế giới từ đồng uh, nhân dân tệ rồi đồng euro rồi đồng uh, tiền của nhật bản so với đô la thì có phần là mạnh hơn về hàng hóa thì dầu thô vẫn ở cái mức giá là không 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 tăng nhiều và trong buổi sáng ngày hôm nay thì dầu thô dầu benzen ngọt nhẹ thì đang giao dịch ở mốc 56,72 đô la Mỹ trên một calong còn dầu benzen thì giao dịch ở 60,98 đô la Mỹ một calong vàng thì đang đóng ở cái mốc 1.511 đô la Mỹ trên một ounce giảm 2,35% trong cái buổi sáng ngày hôm nay trên thị trường châu Á bên cạnh đó thì tiền điện tử như chúng tôi đã nói là mốc giảm của BTC là 551 đô la Mỹ trên một BTC. Đóng cửa ở mức 10.852 đô la Mỹ trên một BTC, giảm gần 5%. Các cái loại cổ phiếu thì trong phiên thì giao dịch thì của anh táo uh, táo khuyết thì tăng lên tới 204.48 nhưng cuối ngày thì táo khuyết đóng cửa ở mức 200 đô la Mỹ, 200 200,48 đô la Mỹ trên một cổ phiếu của Táo khuyết các cổ phiếu khác gồm có Twitter hay là à, Facebook thì đã có một phiên tăng khá là ấn tượng Twitter đã tăng 3,31 phần à, đóng ở mức 41,82 đô la Mỹ trên một cổ phần của Twitter còn à, các cái ngân hàng Mỹ thì cũng có một phiên hồi phục khá đáng kể trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm thì tăng 0,11 phần 11% đóng ở mức 129.8 thưa anh chị em và các bạn các cái quỹ khác thì rất là đáng mừng đó là tất cả các cái quỹ trên thế giới từ S&P uh, S&P uh, uh, 500 thì tăng 1,51 phần tăng trưởng của um, uh, iShares thì cũng tăng và tất cả các quý khác thì có thể là sẽ có một cái phiên mua dòng trong cái phiên giao dịch sáng ngày hôm nay thị trường chứng khoán châu Á thì uh, buổi sáng nhiều khả năng thì sẽ được hưởng lợi và ngay lập tức trong thời điểm hiện tại là lúc 10 uh, sáng sớm ngày hôm nay thì Nikkei 225 đã có một cái sự tăng khá là tích cực mức tăng là 188 điểm tương đương không uh, 0,9% đóng uh, đang giao dịch ở mức 20.655 À, với chỉ số Nikkei 225 rất nhiều những cái thông tin mà chúng ta có thể sẽ phải à, dành nhiều thời gian hơn so với một cái bản tin nóng về tình hình thị trường như à, chúng tôi đã cung cấp với anh chị em và các bạn những bản tin siêu nóng cực nóng và những cái thay đổi bất thường trên nền kinh tế toàn cầu sẽ được cập nhật liên tục trong ngày 24 giờ. À, nếu thắng ơi cảm thấy nó phù hợp và nó có lợi ích cho quý anh chị em và các bạn cần phải cập nhật ngay để đưa ra những cái nhận định những cái quyết định ngay tức thì của mình. Những cái bản tin đánh giá chuyên sâu hơn và có những cái nhận định về sâu sắc hơn về thị trường sẽ được cung cấp trong cái chương trình à, nhận định thị trường, đánh giá và bình luận vào lúc 19 giờ 30 phút tối thứ sáu hàng tuần. Các cái bản tin bất thường của chúng tôi sẽ được cung cấp bất kỳ thời điểm nào trên thị trường trong ngày và cực kỳ gọi là 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 cập nhật để quý anh chị và các bạn có thể đón xem. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những bản tin siêu nóng và siêu hot cũng như là kịp thời tới quý anh chị em và các bạn. Thân chào và hẹn gặp lại quý anh chị em và các bạn trong một cái bản tin nóng hơn, hấp dẫn hơn và hãy ủng hộ chúng tôi bằng việc like video này. Thân chào và hẹn gặp lại.